ghế được nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. À, bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình ha, to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai. Dạ, em chào chị Khát Tường, chào bạn nữ ở bên, chào mọi người. Em là tên là Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, Hóa. Hiện tại thì em là môi giới thương mại. Môi giới thương mại? Dạ, là em chuyên lĩnh vực là bên xăng dầu đấy. Vào đây lâu chưa? Em vào đây là được 11 năm. 11 năm, hiện nhà mình đang sống với ai? Đang sống với em trai. Sống với em trai? Dạ. Là mình thuê nhà ở hay sao? Em thuê nhà ở. Còn ba mẹ là vẫn ở ngoài quê Thanh Hóa? Dạ đúng rồi, ba mẹ đang ở ngoài quê hết. Dạ, một năm về quê được mấy lần? Thì những năm trước thì 4-5 năm em mới về một lần. Hiểu vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em say xe cho nên em ít về quê. Nên là không về được nhiều. Trời đất ơi, thanh niên đàn ông gì mà say xe rồi không về thăm bố mẹ. Vâng, yếu đuối lắm chị. Yếu đuối lắm hả? Mong manh dễ vỡ lắm. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ. Cứng cáp lắm đấy ạ. Mời bạn gái bên này giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường cùng bạn nam bên chưa. Em tên là Hồ Thị Hương, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng, chăm sóc người lớn tuổi. Và công việc chính của em hiện tại bây giờ là giáo viên yoga. À, yoga là mình làm tại trung tâm hay là mình dạy riêng? Riêng, em mở trung tâm. Có mở trung tâm? Dạ. Mình mở trung tâm luôn? Dạ. Mình làm chủ luôn? Dạ. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Ủa, Thanh Hóa luôn hả? Coi có gần nhà anh này về thăm ba má anh giùm ảnh. Anh say xe anh không về được. Trước đây em cũng say xe lắm đó, nhưng mà tại vì đi nhiều quá rồi, cho nên là bây giờ hết say. Em hiện tại là ở với ai? Em ở một mình. Em vào đây cũng được 10 năm rồi, nhưng mà em lập nghiệp một mình ở trong này. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình. Tính thì hơi hiền. Hơi hiền? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hơi hiền? Sao hơi nóng tính? Sao ngược vậy? Dạ. Hiền mà còn nóng tính nữa. Dạ, hơi nóng tính. Nói chung là khi mà mình áp lực một cái chuyện gì đó, mình nóng tính một chút xíu là mình dịu ngay, em không để bụng. Còn em? Đây điểm yếu trước đi, em hay quên. Trước đây thì em hay cũng hay út nhát lắm. Nhưng mà vì cái em mới đến cái yoga thì bây giờ em cũng đỡ một phần nào đó. Về ưu điểm của em á, thì cần cù, được cái chịu khó, ham học hỏi. Nếu những cái gì mà em chưa biết làm thì em cố gắng làm sao em kiên trì và em sẽ làm bằng được nó. Tình trường thì sao? Em về trải qua một mối tình kéo dài cũng được hơn một năm. Người đó ở Huế. Sau hơn một năm quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tự nhiên dùng người đó đi trước. Ông nội này ông nói chuyện thì, nghe thì em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Là cuối cùng em bị bỏ hay là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta? Không, em đâu có bị bỏ, em bị đá. Bị đá. Vâng, em bị đá. Là đang quen với em rồi đi chồng lấy chồng luôn hay là đúng gì? Rồi, đúng rồi, cái hôm đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 là tụi em gặp nhau lần cuối cùng. Sau ngày mùng 8 tháng 3 đó thì em tự dưng em thấy cái bạn đó là không nhắn tin, không gọi điện cho em khoảng mấy ngày. Thì em có gọi điện, cô ấy bảo là em chuẩn bị đi xa, cô ấy là đi Singapore. Cô ấy bảo là nếu mà thành công thì bên đó thì cô ấy sẽ quay về cô ấy đón em. Đó, thì em mới lúc đó thì em còn với cô ấy có cãi nhau. Cãi nhau thì khoảng mấy ngày ấy. Đúng cái ngày mà cô ấy ra sân bay, cô ấy đang check in an ninh ấy, thì em gọi cho cô ấy. Thì lúc đó không kịp, em cô ấy tắt máy luôn. Thế từ đó là chia tay. Là cô đi luôn, là mất liên lạc luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là ngày 21 tháng 3 có nghĩa là mất liên lạc từ đó. Và đến ngày 31 tháng 3 là cô ấy cưới. Ủa, cưới ở đâu? Cưới ở Singapore hay cưới ở Việt Nam? Cưới ở quê Huế đấy ạ. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cô đi du lịch chơi mấy bữa thôi. Thì em đâu biết là cô ấy nói dối nói thật đâu. Em nhớ là đúng cái ngày có đi kiếm cổ không? Không, em đâu có đi kiếm đâu, tội gì mà đi kiếm vất vả đây. Rồi sao nữa? Ngày 17 tháng 5 thì em có lướt Facebook ấy, thì em thấy cái hình ảnh bìa của em gái của cô ấy. Thì em bảo tại sao giống con bé này thế, tên nó là Hiếu. Thì em có check vào thì em xứng vào thì là nó. Rồi em phóng cái to cái hình đó ra thì ngày 31 tháng 3 là nó cưới. Nó là ngậu bạn gái hả? Vâng đấy. Rồi nó cưới rồi. Dạ đúng rồi ạ. Nhớ từng ngày luôn, ngày ra sân bay, ngày gặp nhau cuối cùng, nhớ hết từng ngày luôn hả? Đúng rồi. Thì chắc là nỗi cái đau lắm phải không? Bản thân em thì em yêu ai thì em yêu rất là thật lòng. Rồi bạn gái bỏ rồi có khóc lóc gì không? Có chứ ạ. Cái hôm đó là cái hôm mà em đang chở một người chị xuống ở dưới Bình Chánh ấy. Đó em đang đứng ở vỉa hè thì tự nhiên em lướt Facebook á, thì em thấy xong là em chở cái chị đó về luôn. Dưới đường em đeo khẩu trang thì em khóc.
rào lêu nữa, nhưng mà vừa chạy xe vừa khóc luôn. Vâng, nhưng mà chị đó không biết em có nghĩa là khóc trong câm nín đấy, khóc không thành lời đấy. Đến cái đèn đỏ rồi em không chịu nữa rồi, em mở khẩu trang để em khóc bù la bù lêu khóc rồi chị biết luôn. Thì lúc đó chị mới biết, thì lúc đó mà em cái đứt mất thấy cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Mọi người cái chỗ đèn đỏ nhìn quá trời thế vậy luôn. Vừa còn sau đó có khóc được nhiều lần nữa không? Có chứ ạ. Bây giờ còn khóc không? Không, thì giờ hết khóc rồi. Hết khóc được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 9 tháng thì chắc khoảng thôi khóc được khoảng 6 tháng rồi. Thôi khóc 6 tháng là khóc bao nhiêu 3 tháng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Mong manh quá, dễ vỡ quá. Không có gì vỡ à, mong manh thôi, khóc xong cho đã rồi thôi. Đúng rồi, khóc xong cho đã rồi thôi. Bây giờ còn theo dõi Facebook cô đó nữa không? Không, cô chặn hết rồi. Cô chặn hả? Chứ nếu cô không chặn là cũng coi phải không? Thì đến lúc mà em mới chia tay thì em vào xem, từ khi mà chặn thì em đâu vào xem. Rồi là hồi đó giờ một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Đó là mối tình chính thức, còn mối tình mà đưa đi đưa lại thì có khoảng 2-3 mối tình. Đưa đi đưa lại là ai đưa ai, ai đưa lại, ai đưa đi ai đưa lại? Có nghĩa là em với cái người mà em quen đó là đưa đi đưa lại là quen, có nghĩa là không phải là bạn, không phải là yêu. Tên bạn một xíu mà dưới yêu một xíu. Có qua lại tìm hiểu đó. Có qua lại tìm hiểu mà không hợp cho nên là thôi. Chỉ một mối tình sâu nặng là khóc bù lu bù loa đó thôi đó. Đúng rồi, từ trước giờ em năm nay là em 29-30 tuổi, mỗi một mối tình như vậy. Mỗi tình. À, một mối tình cay đắng như vậy. Cay đắng quá ha. Cái đáng giờ kể lại vui quá. Có cay đắng mới có những trải nghiệm. Rồi, thế còn em, tình trường mình sao? À, tình trường của em thì em cũng giống bạn trai, cũng trải qua một mối tình. Nhưng mà em là yêu xa. Tại vì bạn nam là đi du học ở bên nước ngoài, rồi gia đình định cư bên đó luôn. Khi em yêu thì em yêu, nhưng mà em cũng nhanh lắm. Chứ em không có giống như thế là bạn trai đâu. Kể như vậy giống như yêu đuối quá. Giống như yêu đuối quá. Vậy đi anh mơ, vậy nó mới sướng. Em ơi, mình buồn mình khóc thôi, chứ khóc xong rồi thôi, mắc gì. Đúng rồi, khóc mà mình có ảnh hưởng đến ai đâu. Ừ, bao nhiêu lâu rồi ở không? 7-8 năm rồi đó. Lý do tại sao 7-8 năm ở không? Tại vì em tập trung vào học và em làm việc, em công việc của em là chính. Còn bây giờ đến cái tuổi xế chiều, tuổi lớn rồi. Cho nên bây giờ mới đi tìm dạ. Bây giờ là có sắp xếp thời gian cho tình yêu chưa, hay là vẫn bận công việc bù đầu bù cổ? Em đã lên chương trình này thì chắc chắn em phải sắp xếp rồi. Nếu được thì bao lâu hai bạn tiến tới hôn nhân được theo quan điểm của em? Em theo em nhanh lắm. Nhanh là bao lâu? 6 tháng 1 năm gì á. Bên này có đeo theo kịp không? À, không, một năm rồi. Hả? Không, một năm. Khoảng một năm. Vâng. Bữa giờ đi làm có để dành được mới vốn nào chưa? Chưa. Chưa rồi lấy gì lấy vợ? Còn nợ nữa. Hả? Còn nợ. Rồi sao lấy vợ được mà là hàng năm? Lại nợ tiếp. Nợ bắt vợ trả hả? Không, em già chứ ạ. Nợ của em thì em phải già chứ. Nợ gì? Tại sao phải có nợ? Đi làm mà sao có nợ? Đi làm phải cách tích cóp để dành chứ sao đi làm mà mắc nợ? Vâng, em làm kinh doanh cho nên là nhiều khi phải vay mượn này kia, làm ăn nó thua lỗ. Em không thích làm công việc cố định. Em bản thân của em thì là máu kinh doanh. Có máu kinh doanh. Vâng. Nãy em nói em làm về xăng dầu gì gì đó, là em là mình đi làm cho người ta hay mình tự kinh doanh? Có nghĩa là em kết nối với người mua và người bán từ bên nước ngoài và Việt Nam. À. Còn nếu như bây giờ nhưng mà em làm là làm riêng cá nhân hay là em làm có công ty có? Không, em làm cá nhân nhưng mà có một cái đội ngũ riêng đó. Ví dụ như bây giờ mà em làm deal một deal thành công thì em sẽ làm một cái văn phòng đại diện chính thức cho cái công ty nước ngoài đó. Rồi tương lai có khả năng thành công không? Tương lai thì em phải nỗ lực thành công chứ ạ, phải chắc chắn thành công chứ ạ. Phải chắc chắn thành công. Vâng. Mà hiện tại thời điểm này đang thất bại. Vâng. Trời ơi, mà ông tươi dữ gì? Thất bại mà ông tươi như hoa vậy. Em thích, em thích anh được cái là tự tin. Em thích nhất là những người như vậy á. Những người tự tin thì chắc chắn là sau này sẽ thành công. Không thành công trước cũng thành công sau. Những người thôi, hai bạn còn trẻ mà. Chủ yếu là chí hướng. À, chí hướng, và nếu mà quyết chí làm thì tương lai mình còn dài mà. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích nhất là bạn trai là tự tin. Thứ hai là chân thành, chia sẻ trong những cái công việc của mình. Cái đó thấy có đủ rồi đó. Ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn là sao? Nó phải cụ thể. Trắng đen, cao thấp, mập ốm gì đó, ví dụ vậy. Chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Rồi dư xăng, khỏi cần nói nhiều, dư. Em không thích bạn trai là hút thuốc gia trưởng. Hút thuốc mà kẹp chung với gia trưởng, có hút thuốc không? Em không hút thuốc. Có gia trưởng không? Em con trưởng. Con trưởng mà có gia trưởng thì em con trưởng thôi đấy. Không, thường thường bạn. Vâng, em nói một chứ không nói hai. Hầu như gia trưởng nhiều lắm. Người ta nói người ta con trưởng thôi. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Em thì không có mẫu người lý tưởng. Người ta giản dị một xíu, lấu cá một xíu. Bởi vì lấu cá mới thông minh đấy. Trai thường tìm bạn gái là hiền lành, thùy mỹ, nết na. Ai đi tìm vợ tìm người lấu cá? Bởi vì em hiền, em rất là hiền.
cho nên em phải tìm một người nào đó mà lấu cá chút xíu. Bảo vệ em hả? Lấu cá thì chỉ số IQ nó mới cao. Mà để bảo vệ em hay chi? Không, em thì em rất là mạnh mẽ. Em bề ngoài em rất là hiền lành, nhưng mà bản thân của em ở trong rất là mạnh mẽ. Ngoại hình, thích người bạn gái như thế nào? Em thì thích cô ấy là cao khoảng 1m55 trở lên, hơi mập một xíu. Mập này sau này ví dụ như có lấy được nhau thì đẻ con nó mới đẹp, nó mới mập mà. Liên quan gì mập mà đẻ đẹp? Mập thì đẻ nó con nó mới bụ rồi, chứ còn mà ốm quá sau này đẻ con như cái que tăm thì... Hồi xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông, phải coi cái mông. Mông cong hả? Với là mắng đẻ, em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong, mông cong mông xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông phẳng với lưng đấy ạ. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. Sao mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Em đâu có đo được đâu ạ. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ cộng quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đấy. Vậy em đoán thử cô gái ngồi bên cạnh em hôm nay là vóc dáng mặt mũi như thế nào? Theo là bạn ấy cũng khoảng được 50kg, cao khoảng 1m50. Đúng không em? Em cao mét mấy? Cao 1m56, em nặng có 45kg à? Hơi ốm. Ốm mà ốm, đố em chị nhiêu ký? Chị cắt tường khoảng 49kg. 55kg? Thế ạ? Ừ, bên đây có 44 mấy? Thì đấy, chị nhìn 55kg mà chị đang còn chưa ấy, chưa béo lắm này. Mà cái mông tôi là cách cái lưng của tôi tới là một tấc tận. Thế thì em đo luôn nè. Đó đi. Em có hình không? Đưa cho chị coi. Nè, kiếm ra coi cái cô nào mà có cái mông cách cái lưng 1cm, 2cm gì đó kiếm đi. Rồi, ảnh đó, có hai anh chọn một, tôi thích ai gả cho. Ai mà anh nào nhìn vô mông manh dễ vỡ nha. Em nhìn chắc là bạn này. Bạn nào? Đây. Bạn nào chỉ vô? Đây. Bạn này á hả? Vâng. Lý do sao chọn bạn đó? Thì em cũng hình dung ra như thế. Tôi cũng biết luôn nữa. Không biết. Ôi trời, không yếu hồi hỏi bạn đi. Anh nào? Dạ đây ạ. Sao chọn anh đó? Tại vì không biết em nhìn vô là giống như thế là em có cảm nhận. Cảm nhận hai người hay quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của hai bạn đúng hay sai nha. Một, hai, ba. Sao? Cảm nhận thế là sai. Thế là đứng đầu tiên. Ủa em đúng hả? Không. Sai, đây này. Đâu? Đây. Cô này hả? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là trật lắc rồi phải không? Tại vì cái tấm hình đó là em chụp cách đây cũng gần được 2 năm rồi. Rồi em sao? Em cũng trật. Hai người giống y chang như nhau hả? Rồi, qua trái tim, qua trái tim. Lạnh quá hay qua đò mông hay gì? Rồi, cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà này tặng anh em đi chứ bạn bè gì đây. Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Từ lúc có quyển sách mình rất chi là quý quyển sách đó. Hy vọng là bạn trân quý quyển sách đó. Ok, mình rất thích là đọc sách. Đọc cuốn sách thay đổi cuộc đời luôn đó. Ủa hồi nãy em nói em sinh năm nhiêu? 90. Bữa nay sinh năm nhiêu? Dạ 88. 88. Ồ, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bây giờ tự tin không? Ta nhỏ ta lớn hơn 2 tuổi có vấn đề gì không? Không, có gì đâu ạ. Không có gì đâu phải không? Vậy bây giờ tự tin anh em cái coi nè. Hôm nay mở cửa trái tim này ra, anh nhìn thấy em thấy anh thấy như thế nào? Hôm nay thì cũng có duyên gặp với nhau ở đây. Thì không biết là sau này thì mình duyên của mình đến đâu. Năm nay là bạn là 32 tuổi, mình cũng 30 tuổi rồi. Anh em. Lại. Quên em. Hôm nay thì bạn em 32 tuổi, anh 30 tuổi rồi. Rồi. Hình ngưỡng. Không có gì ngưỡng hết trơn á. Bình thường. Thì tức là bạn em 32 năm em mới có duyên gặp anh. Thì anh 30 năm em mới có duyên gặp anh. Thì hôm nay chúng ta chả biết như nào. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên ấy, anh cảm nhận về em thì rất là đơn giản, giản dị. Anh vào trong này lâu chưa? Mấy năm rồi? Anh vào đây lâu lắm là 11 năm rồi. 11 năm. Hiện tại bây giờ đang ở quận mấy? Đang quận 9. Em đang quận mấy? Quận Bình Thạnh. Rồi bây giờ nè, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Lạc Thái Bảy. Rồi vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Ít phút là chị Tường sẽ quay trở lại. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi, không có nhiều thời gian đâu, được không? Ok. Tự tin không? Tự tin. Rồi, cho mời đồ ăn vào. Bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức món thịt gà cuốn lá dứa chiên.
đùi gà sẽ lọc xương nè, ướp chung với hạt nêm, dầu hào, dầu mè, sữa tươi và đường thốt nốt. Sau đó thì bọc trong lá dứa và hấp khoảng 10 phút. Món ăn này sau khi hấp xong đem ra đi chiên, làm lan tỏa một mùi thơm rất là dịu nhẹ. Hai bạn hãy thưởng thức món ăn này ha. Đây là một ăn cũng rất là đặc biệt và rất là đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan. Ăn thử và nhớ vừa ăn vừa trò chuyện nha. 5 phút sau chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Công việc là bên bất động sản hả? Bên sale hả? Công việc chính, cái chuyên ngành chính của anh, chuyên môn chính luôn là anh làm ở bên xăng dầu. Anh, đúng rồi, anh control xăng dầu. Nghe nên nợ, nợ là nợ bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nợ bao nhiêu? Bây giờ nói nợ chắc là phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Nhưng có khả năng trả không? Anh vẫn có khả năng làm từ từ, sẽ trả từ từ. Chúng ta làm mà không có lập ra mục tiêu á, nếu như kinh doanh tiếp tục thì lỡ mà thất bại nữa thì sao? Em nhìn anh, em có đủ tự tin không? Đủ tự tin, nhưng mà chúng ta làm một công việc gì chúng ta mới lập mục tiêu rõ ràng. Anh hỏi em, đối với em bây giờ, em ví dụ như bây giờ bản thân anh á đang còn vướng mắc về công việc nó chưa thuận lợi á, em nhìn anh, em có đủ can đảm để đi cùng với anh không? Nếu như anh tự tin thì em thích nhất là cái điểm là tự tin. Anh rất là thích quay nghề. Có khi nào mà có ý định là chuyển nghề không? Anh không, bởi vì anh là đam mê của anh là xăng dầu rồi. Gia đình anh cũng là rất là khó khăn. Anh muốn làm một cái gì đó mà nó đột phá để sau này anh còn con, còn cháu, rồi còn anh chị em, người thân của anh. Người sâu xa quá hả? Đúng rồi, thì bởi vì anh mới nói là anh trưởng thành rồi mà. Anh năm nay 30 tuổi rồi cơ mà. Tình yêu gì mà sâu đậm dữ vậy? Anh là một người khi mà yêu một ai đó mà xác định người đó là để mình yêu á, mình cảm nhận người ta như là một người thân của mình luôn. Ví dụ sau này anh và em có yêu được nhau hoặc là có thương được nhau thì em cũng thế và anh cũng thế. Anh là rất là tôn trọng cái người mà bên cạnh mình. Anh mong muốn điều gì người bạn đời và người phụ nữ sau này của anh? Anh mong muốn bạn của anh là vun vén cho gia đình, sống giản dị bình thường thôi. Mà anh thích là người phụ nữ hướng ngoại hướng nội? Anh thích người phụ nữ hướng ngoại. Hướng ngoại thì không bao giờ mà vun vén gia đình với chăm sóc gia đình được, không bao giờ hoàn hảo được hai cái. Anh là một người nội trợ rất là giỏi, anh nấu ăn rất là giỏi. Mẹ của anh có nói với anh một câu á, kiếp này đáng lý là mẹ phải sinh con ra làm con gái thì đúng hơn. Bởi vì anh làm việc vặt rất là tốt, anh rất là chịu khó. Từ trước thì rất là hiền ngoan, anh không có gì hết trơn á. Anh không có cái gì, mẹ anh bảo là sao chị đến sớm thế? Sớm thì chị nói có 5 phút thôi chứ bộ, cho em tưởng đâu 50 phút hả? Em đang nói dở câu chuyện. Kệ em, giờ chị vô ngồi chị nghe luôn. Thôi chị nói đi, em nói thế là được rồi. Hết rồi hả? Vâng. Nãy giờ thấy có hợp nhau không? Là người Thanh Hóa thì em là thấy là hợp. Rồi có hẹn hò là chừng nào gặp nhau, bao lâu gặp nhau một lần, rồi đi chơi ở đâu, rồi tính chuyện hôn nhân gì chưa? Ở cái Sài Gòn này thì gặp giờ nào ngày nào chả được ạ. Người ta chịu gặp em không á chứ? Thì em đâu có biết đâu. Nãy giờ có hỏi chưa? Em chưa. Rồi nãy giờ không ăn gì chơi vậy? Em ngại ăn. Ngại ăn hả? Vậy lát hồi hai đứa dọn ra ngoài ăn riêng ha. Có tí nữa em gói về em ăn. Lát nữa về ăn. Rồi bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm trúng thưởng nha. Mỗi bạn bốc một lá rồi đọc lớn lên đi. Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ? Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ, trừ việc khóc? Em đã bị đổ vỡ một lần. Đổ vỡ gì ghê thế quá. Đổ vỡ là khi nào người ta? Thì bây giờ thì đợi đi, em nói em đã chia tay một lần. À, đã yêu đuối một lần, đã từng khóc rất là nhiều lần. Nếu như có một lần nào đó yêu lại một lần nào đó nữa, yêu lại một người nào đó nữa, em sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì bây giờ người đó không phải là người quan trọng nhất nữa. Nếu người ta đã bỏ mình, nếu người ta đã bỏ mình là người ta không phải là người quan trọng. Đúng không? Còn nếu người ta vẫn ở bên cạnh mình, có nghĩa là người ta vẫn là người quan trọng mình. Thì mình có khóc không? Dạ có chứ ạ. Người ta, ví dụ người ta đau buồn hay là và gặp vấn đề gì đó, em rất là thương người ta. Bởi vì em thì vẫn có thể khóc. Vâng chứ ạ, em khóc vì lo lắng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận hờn. Nhưng mà nếu bỏ thì không khóc. Giận hờn thì không có khóc, còn bỏ bây giờ cũng không có khóc. Được không em? Câu trả lời vậy em thấy hợp lý không? Thỏa đáng không? Dạ thì cũng cũng được. Cũng được. Mới cũng được. Tại vì em chị người ta sợ có cái đó. Cái điều em nói nó rất là gần với cái điều là giống như là đã đau một lần rồi bây giờ sẽ không yêu nữa. Mà chính vì không yêu nữa cho nên sẽ không khóc nữa. Bản thân em yêu nữa mình vẫn sẽ khóc. Em có một cái điểm yếu là ví dụ như em mà gặp thất bại chuyện gì là em hay khóc một mình, khóc để cho nó giải tỏa bớt cái stress đi. Ủa sao mình lúc mà mình gặp thất bại lên xong mình đi ra ngoài, mình học hỏi thêm, mình đi ra ngoài, mình gặp bạn bè gì đó thì tất nhiên là chứ mình đừng có nằm ở nhà. Anh đâu có nằm ở nhà đâu, bởi vì anh có rất là nhiều mối quan hệ.
Ví dụ gặp áp lực công việc thì mình không thể nói với người ta nhiều quá, bởi vì người ta không phải là người thân của mình. Mà thân anh ra ngoài đường anh không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà nếu như sau mà có người bạn gái nào đó mà có ý định với anh rồi á, lập gia đình đó, thì anh có chia sẻ hết tất cả những cái gì cho mọi người? Có chứ, thì ngày xưa anh yêu cái người kia, anh coi người đó như là một cái cánh tay của mình mà anh chia sẻ hết. Cái người mà đi bên cạnh anh là yêu thương anh á, mà chăm lo cho anh á, quan tâm anh á, là anh coi như người thân. Đấy, em học lớn lên. Bạn hay tập cho bạn nam đối diện một vài động tác yoga. Trời ơi là trời. Trời ông em mặc cái quần. Trời hay là trời. Nó hơi bị bó quá cho nên em không có. Nhưng tập mà vẫn sẽ có những động tác tập được. Dạ em qua bên đây đứng. Đó. Yoga thiếu gì động tác. Chị mặc áo đầm chị vẫn làm được bình thường. Bạn nữ chỉ cho bạn nam. Ra đây đi đừng có mất thời gian. Thời gian là vàng bạc. Một động tác đúng không chị? Động tác nào khó mà ổng làm mắc cười nhất đó nha. Qua đây. Làm đi. Khó nha. Phải tập trung nha. Nhìn thẳng em phải hướng dẫn cho đàng hoàng. Cô giáo hướng dẫn vậy chưa đúng. Phải à? Có một điểm nhìn. Đúng rồi. Mình nhìn thẳng nè. Cái chân của mình để vuông góc nè. Rồi hai cái tay mình ra ngang ra. Đưa một chân lên hả? Đúng rồi. Nằm người bằng phẳng ra vậy nè. Hiểu không? Bằng phẳng đây cái cắm đầu. Cắm đầu đất đây. Không có cắm thì phải nhìn vào một tập trung. Định thần. Không có nhiều chuyện. Không có vô duyên. Thẳng chân. Thì đây thẳng đây thôi. Lưng thẳng xuống nữa. Ngang xuống nữa. Đúng rồi. Ngước cái đầu nhìn lên phía trước. Đúng rồi. Cái chân cao lên. Chân thấp quá, cô giáo nâng cái chân bạn trai lên cô thôi, giáo. Thôi, cắm mắt xuống đất đi. Cao chân lên. Ôi trời ơi, trời. Được chưa cô giáo? Trời ơi. Được rồi. Cao lên, rồi. Sao em? Ổn không? Ổn chứ chị, có gì. Tối nay về ngủ ngon lắm á, một ngày làm 10 phút, đổi chân 10 lần. Được không? Được. Bây giờ nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau vậy đi. Lường dành cho hai bạn 30 giây nữa trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ là nói chuyện rồi, tâm sự rồi, giỡn có, chân thành có. Bây giờ là lúc quyết định có bấm nút hay không. Nhìn nhau 30 giây đi hai bạn. Nhìn cái đã mới cảm nhận. Em nhận xét về bạn trai như thế nào? Bạn, ví dụ mình đang làm nghề đó, có khả năng mà bạn làm đổi nghề không? Mình không. Có ý tưởng đổi nghề không? Không. Không. Vì là mình chỉ có hợp với kinh doanh thôi. Mình muốn kinh doanh. Ví dụ như thế là về kinh doanh của mình sao? Mình cũng bên kinh doanh mà. Thì mình là kinh doanh nhưng mà mình á, nếu như mà để mình đổi nghề á, thì chắc chắn một quan điểm 100% là mình sẽ không đổi. Bởi vì cái nghề xăng dầu là cái nghề mà cái mối quan hệ của mình nó rất là nhiều. Đằng sau của mình còn rất là nhiều người mà em phải phụ thuộc vào mình nữa. Nên mình sẽ không bao giờ mình đổi cái nghề của mình. Còn nếu như mình song song, nếu như mình mà làm một lúc hai việc chẳng hạn ấy, mình sẽ cân đối. Còn mình sẽ nhất quyết mình sẽ không bỏ cái nghề xăng dầu của mình. Chuyện làm ăn chúng ta nói sau. Đây đang nói về cảm xúc để quyết định bấm nút. Cho em một cơ hội để nói, có muốn nói gì không? Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không có phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Thì bây giờ mình hỏi bạn một câu thôi. Mình bây giờ đang rất là khó khăn. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Mình không có sợ, tại vì bản thân mình cũng sinh trong gia đình khó khăn. Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Thì nếu như trái tim mình rung động hoặc là mình có một cái nói chung có cảm tình á, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Mình rất là thích người Thanh Hoa mình, bởi vì hiểu tính nhau, ăn được đồ ăn của mình nấu là được rồi. Bây giờ là thời phút quan trọng đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để trở thành một cặp đôi, bạn trai, bạn gái thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra để dành cơ hội cho những người khác. 1 2 3 Mình sống rất là thực tế, mình có lên đây mình không còn phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Nếu như trái tim mình rung động thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Sao em không bấm? Em không có cảm. Không có cảm xúc. Không cảm xúc là về, không cảm xúc về tình yêu trai gái. Dạ đúng rồi. Đó là cái quyền của bạn ấy, đó là cảm xúc của bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng. Mà chị nghĩ bạn trai này cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Khi đã bấm nút là phải là cùng một chí hướng. Nó phải có chạm đến cảm xúc của trái tim mới đi được với nhau lâu dài. Mời hai bạn đứng ở đây ạ. Tường cũng rất là tiếc. Thì thật ra nếu mà nhìn về bố cục bên ngoài á, thì hai bạn
tương đối là khá hợp nhau, cũng là những người trẻ có chí hướng trong công việc, cũng là những người cùng quê, có những cái khởi điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà tuy nhiên cảm xúc thì không ai có thể nói trước được, vì cảm xúc của các bạn là các bạn tự làm chủ và các bạn tự quyết định. Chị Tường cũng xin chúc cho em gái, rồi xin chúc cho Hải, đúng không? Dạ em. Là hai bạn sẽ thành công nhiều hơn trong cái định hướng sự nghiệp, trong cái tương lai của mình, và cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi. Giới thiệu đôi nét về bản thân mình nè, em tên gì? Dạ em tên Hoàng Văn Phượng. Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm tại xưởng sản xuất của em, là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. Em sản xuất bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Da thật không? Da thật. Da thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? Nếu mà bò sỉ rồi em làm đi số lượng đó thì nếu mà bò sỉ thì túi thì cái 200 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Quê Quảng Bình, vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 12 tuổi. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đâu, năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thắc ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì bình thường có tháng thì 20, 20. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chị đang cố gắng. Tại vì làm cái nghề ví da bò thì đầu tư vốn đầu tư nó cao. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ý là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. Rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng nè. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Hát bằng gì? Bài gì cũng được, bài tủ đi. Tình trường thì sao? Tình trường mấy mối tình rồi?
Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này. Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đâu rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em cần cung cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Và bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Rồi sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi qua mối tình đó anh có quen ai không? Sau đó em ở đây 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, bên hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì là nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Rồi bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có, những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Thì không mập lắm, chỉ có ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm hơn đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ gia đình phản đối đúng không? Cho. Rồi lập gia đình là ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được thì. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, nói chung là đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok.
nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có ghen. Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha, có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em. Rồi, dạ, cảm ơn em. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình tuổi tuổi sinh năm 82, mình sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy, 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì giờ thì dạ, bạn gái nó đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại dạ, vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về, đúng không? Còn phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ, có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Yeah. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Là mẹ đang ở quận 4. Quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh? Đi mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ mà. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu. Cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok. Rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân khoang, phân hàng, phân loại hàng á hả? Không phải cân mà mình phân loại hàng á, phân loại hàng hóa, rồi mình sắp xếp cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng á, đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, mà ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bà thì chữa bệnh là mỗi cái khâu khác nhau, chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm có việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Dạ. Ừ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình tự lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó anh định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ mình ly hôn, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Okay. Anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển cái trên sport. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà người gốc Việt. Thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi, sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn. Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ. Quên cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không? Hay sẽ được cư lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là vô cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn thôi. Dạ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không ồn nào. Nói chung là
muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Thì cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết, tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị, chỉ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con đó mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Ừ. Dạ rồi. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Ừ. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1,5 cho lên cũng không là vấn đề. Là quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải đại khái là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lên, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao, mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai, tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được, tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để quen không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh, coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ, hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Em giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái duyên để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi, rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, được, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à, anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, dạ. Anh hiểu em giống như kiểu đó, mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, dạ. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người, yeah, đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó, còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là ấy. Thì nói chỉ tới vậy là như vậy thôi, chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài hả? Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi. Cảm ơn anh, còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi, mà anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi, thể thao thì anh chơi được đá banh rồi, gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân thể thao. Nhưng mà em biết rồi mà nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ, hay là nói chung là
kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nhàn nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gành, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh Thanh. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà chứ không có trời nhạc buồn cũng được luôn anh, cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát thôi. Bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá mình không có ca hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, đối với anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha.